Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự tang lễ cố trung tướng Phạm Duy Tắc do Bích Phượng và Đậu Thành Vân thực hiện. Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị. Hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 12, 2019. Bích Phượng đang có mặt tại Fairfax Memorial Funeral Home để tham dự tang lễ của trưởng tướng Phạm Duy Tắc. Tôi, Việt Độc Quân Nguyễn Quang Hà, Tổng hội trưởng Tổng hội Việt Độc Quân. Hôm nay chúng tôi rất đau buồn đứng ra đây để tổ chức phủ kỳ Việt Nam Cộng Hòa lên linh cữu cố trưởng tướng Phạm Duy Tắc. Ông sinh vào tháng 8 năm 1934 trong một gia đình nho học tại Quảng Bình, miền Trung Việt Nam. Thời niên thiếu, ông học ở trường Trung học Đồng Hới, Quảng Bình và trường Quốc học Huế, Thừa Thiên. Năm 1952, ông tốt nghiệp Trung học Phổ thông chương trình Pháp với văn bằng tú tài bán phần. Tháng 3 năm 1954, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia, mang số quân 54-200-297, theo học khóa 4, phụ cương quyết tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, khai giảng ngày 16 tháng 3 năm 1954. Ngày 1 tháng 10 năm 1954, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Ra trường, ông được điều đi phục vụ tại Liên đoàn Lưu động số 21 với chức vụ trung đội trưởng, rồi đại đội trưởng. Tháng 11 năm 1955, khi quân đội quốc gia được chính thể Đệ nhất Cộng hòa đổi tên thành Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông được cử theo học khóa dẫn đạo chỉ huy tại Trung tâm Huấn luyện số 1. Qua năm 1956, cũng tại trung tâm này, ông được theo học tiếp khóa huấn luyện viên. Mãn khóa, ông được lưu giữ tại trung tâm làm huấn luyện viên. Cuối năm 1957, ông được chuyển sang lực lượng đặc biệt, được cử làm huấn luyện viên thuộc Liên đội Quan sát số 1. Thành lập ngày 1 tháng 11 năm 1957, do Đại úy Bùi Thế Minh làm chủ huy trưởng, đồn trú tại trường Hạ sĩ quan Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Vị trí tại Đồng Đế, cạnh thôn Ba Làng, Nha Trang. Đầu năm 1958, ông được thăng cấp trung úy. Đầu năm 1961, ông được theo học khóa chiến tranh chính trị tại Sài Gòn. Mãn khóa, ông được cử giữ chức vụ chỉ huy phó Liên đoàn 77. Tiền thân là Liên đội Quan sát số 1, do Thiếu tá Phạm Văn Phú làm Liên đoàn trưởng. Đầu tháng 2 năm 1963, ông được thăng cấp đại úy, giữ chức vụ chỉ huy trưởng Liên đoàn 31 Tân Lập. Ngày 25 tháng 2, Liên đoàn 31 được lệnh di chuyển từ Sài Gòn ra đồn trú tại Cam Ranh, trong doanh trại của đơn vị Bộ binh Hải quân, Thủy quân Lục chiến. Hạ tuần tháng 7 năm 1964, Liên đoàn 31 được đổi tên thành Liên đoàn 111. Tháng 2 năm 1965, ông được lệnh bàn giao Liên đoàn 111 cho lại Thiếu tá Lâm Quang Phòng. Sau đó, ông được cử giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 91 biệt cách dù, thay thế Thiếu tá Trần Minh Huy. Ngày 24 tháng 7 cùng năm, ông được thăng cấp Thiếu tá và được giao nhiệm vụ thành lập trung tâm huấn luyện lực lượng đặc biệt tại Đồng Bà Thìn. Đầu năm 1966, ông được giao nhiệm vụ thành lập và làm chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện hành quân Delta, tiền thân của Liên đoàn 81 biệt cách dù. Giữa năm 1968, ông được thăng cấp trung tá, giữ chức vụ chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt vùng 3 chiến thuật. Sau khi bàn giao trung tâm huấn luyện Delta lại cho trung tá Phan Văn Huấn. Giữa năm 1969, ông thuyên chuyển về miền Đồng bằng Cửu Long, giữ chức vụ chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt vùng 4 chiến thuật. Đầu năm 1970, ông được thăng cấp đại tá. Tháng 8 cùng năm, binh chủng lực lượng đặc biệt được lệnh giải tán. Ông chuyển sang binh chủng biệt động quân và được cử giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy biệt động quân, quân khu 4. Tháng 9 năm 1973, sau khi Bộ Chỉ huy Biệt động quân, quân khu 4 hết nhiệm vụ, ông thuyên chuyển lên cao nguyên Trung Phần để nhận chức vụ Chỉ huy trưởng Biệt động quân,
quân khu 2 cạnh Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, thay thế Đại tá Nguyễn Văn Đường. 1975 và những năm tháng lưu vong. Đầu năm, kiêm chức vụ Tư lệnh Chiến trường Kon Tum, ngày 14 tháng 3, ông được thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm. Hai ngày sau, 16 tháng 3, ông nhận chức vụ Tư lệnh cuộc hành quân triệt thoái Quân đoàn 2 khỏi cao nguyên trên tỉnh Lộ 7, được đặt dưới quyền giám sát của chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, đương nhiệm chức vụ phụ tá hành quân Quân đoàn 2. Sau ngày 30 tháng 4, Cộng sản vào miền Nam và Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, ông ra trình diện và bị chính quyền mới đưa đi tù cải tạo từ Nam ra Bắc cho tới ngày 11 tháng 2 năm 1992 mới được trả tự do. Cùng trong năm 1992, ông cùng với phu nhân và hai người con xuất cảnh theo diện HO, tị nạn chính trị do chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh, đi định cư tại Annandale, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 12, 2019, ông từ trần tại nơi định cư, hưởng thọ 85 tuổi. Tôi được cái hân hạnh là trước ngày mà chuẩn tướng tất mất, tôi đã ở bên cạnh ông suốt 3 ngày. Mà tôi ở đến cái giây phút mà cuối cùng nhìn ông tắt thở. Cái tâm nguyện của ông khi mà trước khi mất là ông chỉ có hai cái tâm nguyện mà ông nói, nhưng mà con trai ông không có hiểu được. Mới gọi tôi lại thì tôi nghe lúc đó thì ông nói yếu lắm, thì ông chỉ nói về thương phế binh và nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Cái đó là cái ưu tư của ông khi mà bắt đầu nhắm mắt. Tôi là Phạm Duy Việt, con trai trưởng của ông Phạm Duy Tất. Hôm nay tôi cũng xin đại diện cho gia đình, tất cả trong mọi người trong gia đình để thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã đến chia buồn cho ba tôi. Người đã ra đi chết hôm ngày 11 tháng 12 lúc 10:51. Cũng xin đại diện với gia đình là thật sự là ba tôi ra đi thì cũng là một cái sự rất là đáng tiếc cho gia đình, vì không ai ngờ cái chuyện nó xảy ra quá nhanh. Bản thân tôi thì khi mà trước khi ba tôi đi thì tôi đã ở đó trước đó, nguyên một tuần lễ trước đó ở bên ba, tại vì cứ nghĩ rằng cái chuyện rất là bình thường. Thành ra sau đó thì hôm thứ bảy, ngày thứ bảy đó, thì tôi có ra về, tôi mới nói ba thôi, ok ba con về trước nha, rồi có khi nào rảnh thì con quay lại. Nhưng mà cái chuyện, tới ngày thứ chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì ba tôi mất. Nó cái chuyện nó quá nhanh, nó quá đột ngột. Trước đó thì cũng đã biết trước là ba tôi có cái bệnh hiểm nghèo là ung thư, nhưng mà không ngờ là nó ra đi quá nhanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự tang lễ của chuẩn tướng Phạm Duy Tất tại thành phố Fairfax, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.